Chúng ta vừa nghe được cô Kim Yang Hee giới thiệu về trường Catholic Sangchi cũng như là về khoa tiếng Hàn toàn cầu. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần đặt câu hỏi và trả lời. Thì tôi và cô Kim Yang Hee xin được phép đeo khẩu trang để phòng chống dịch của Corona. Xin cảm ơn cô Kim Yang Hee về những cái giới thiệu rất là chi tiết về trường Catholic Sangchi cũng như là về khoa tiếng Hàn toàn cầu. Thì hiện nay ý, thì là trong cộng đồng du học sinh hiện nay có rất nhiều bạn đã đang chuẩn bị là kết thúc cái quá trình học tiếng và muốn lên chuyên ngành, và các bạn đang tìm hiểu và hiện nay thấy ở trên trên Facebook và cũng như mạng xã hội là thấy rất nhiều cái thông tin về khoa tiếng Hàn toàn cầu mới được thành lập tại trường Catholic Sangchi. Tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn và tôi xin thay mặt các bạn là đặt câu hỏi với cô Kim Yang Hee. Câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi cô là về vấn đề là điều kiện đầu vào của trường mình như thế nào?네. 이번에 코로나 때문에 토픽 시험을 보지 못한 학생들이 참 많을 것 같습니다. 그래서 저희 가톨릭 상지대학교 글로벌 한국어과에 지원하실 때에는 토픽 2급이 있어야 하는 것이 맞습니다. 그러나 토픽 시험 자격이 없는 학생들은 지금 현재 다니고 있는 한국어학당, 한국어교육원, 한국어센터에서 3급 이상의 수료한 학생이고, 근데 여기에서 출석률이 좀 중요합니다. 출석률은 최소한 70% 이상이 되어야 합니다. 그리고 이제 저희가 자체 시험이 있는데, 이 시험과 관련해서는 호 선생님하고 상담을 하시면 훨씬 더 이해가 편하실 것 같습니다. 네. Và chúng tôi sẽ đến câu hỏi thứ hai. Đấy là câu hỏi về vấn đề là thời gian học. Như các bạn đã biết thì du học sinh học tiếng, chúng ta học tiếng 1 năm đến 1 năm rưỡi, sau đó chúng ta chuyển lên chuyên ngành đại học. Và cái mối quan tâm lớn nhất của các bạn hệ học tiếng cũng như là hệ chuyên ngành là làm sao để có thể cân bằng được cuộc sống du học, vừa đi học và vừa kiếm tiền được. Thì câu hỏi này tôi xin được phép hỏi giáo sư Kim Yang Hee. 네, 저희 가톨릭 상지대학교 글로벌 한국어과는 지금 주 3회 정도의 수업을 계획하고 있습니다. 2회는 대면 수업, 학교에 와서 수업하는 것을 계획하고 있고, 1회는 온라인 수업, 비대면 수업을 준비하고 있는데, 이것은 아직 확정 전이기 때문에 확정이 되는 대로 호 선생님께 말씀을 드릴 테니까 호 선생님하고 한번 상담을 해보세요. 이렇게 여러분들을 위해서 수업 시간을 조정하는 것은 수업을 다른 학교에서 수업하는 것보다 짧게 하는 것이 절대 아닙니다. 그게 아니라, 뭐, 월요일에 2시간, 화요일에 오전에 2시간, 오후에 저녁에 2시간, 이렇게 시간표가 이렇게 나눠지는 것이 아니라, 여러분들이 한국 생활에 조금 더 도움이 되고, 아르바이트에 편리하게 하면서 학교 공부에 집중할 수 있도록 날짜를 이렇게 압축을 해서, 네, 그렇게 해서 2일이나 3일에 걸쳐서 수업을 집중적으로 하려고 계획하는 것이지, 다른 학교보다 수업 시간이 짧은 것은 절대로 아닙니다. Vâng, và tôi xin được phép đến câu hỏi thứ ba. Đây là câu hỏi về chế độ học bổng. Đây là một là câu hỏi mà rất nhiều các bạn du học sinh muốn hỏi. Và xin được hỏi giáo sư Kim Yang Hee là không biết là chế độ học bổng mà áp dụng tại trường Catholic Sangchi hiện nay là như thế nào? 네. 저희 장학금에 대해서 잠깐 소개를 하면, 처음에 입학할 때에는 토픽이 있어도 없어도 모두 외국인 유학생 장학금을 지급합니다. 외국인 유학생 장학금은 학비의 30%를 지급을 하는데요. 그러면 모두 다 똑같은 거 아니에요? 그렇지 않습니다. 입학하고 난 후에 2학기부터는 다양한 장학금이 준비되어 있습니다. 성적 장학금은 한 과에서 3명에서 5명 정도까지도 성적 장학금을 받을 수 있고요. 또 하나는 2학기부터는 토픽 급수에 따라서 토픽 4급, 5급, 6급에 합격할 때마다 저희가 장학금을 지급하고 있고, 금액은 아직 결정 전이니까 이것도 확정이 되는 대로 호 선생님께 말씀드리겠습니다. Vâng, và chúng tôi xin được phép đến với câu hỏi thứ tư. Như các bạn đã thấy là trong cái tờ giới thiệu của khoa tiếng Hàn toàn cầu thì chúng ta sẽ thấy là đây có mục tiêu, ba mục tiêu đào tạo. Thứ nhất là đào tạo để trở thành một nhà chuyên môn dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc. Thứ hai là đào tạo trở thành nhà chuyên môn trong lĩnh vực thông biên phiên dịch tiếng Hàn. Và thứ ba là đào tạo để trở thành nhà chuyên môn kinh doanh
liên quan đến Hàn Quốc. À, nếu mà các bạn học đại học trong nước hoặc khoa tiếng Hàn ở trong nước, các bạn sẽ thấy là đến năm thứ ba thì các bạn sinh viên khoa tiếng Hàn sẽ được chọn một trong các cái chuyên ngành phụ là kinh tế hay là ngôn ngữ học hay là biên phiên dịch. Thì hiện nay ở khoa tiếng Hàn toàn cầu của trường đại học Sang Chi thì chúng ta cũng sẽ thấy là có ba cái mục tiêu đào tạo lớn như vậy. Và xin được phép hỏi cô Kim Yang Hee để nghe phần giới thiệu rõ hơn về cái mục tiêu đào tạo của khoa mình.네. 사실 제가 오랫동안 외국인 유학생을 교육을 하면서 가장 안타까운 것은 한국어학당, 한국어학원, 한국어센터 그 2년을 졸업한 후에 전공을 선택할 때, 선생님, 이 전공을 하면 한국에서 취업이 잘될것 같아요. 하고서 전공을 선택해요. 여러 가지 전공이 있죠. 여러분들이 많이 가는 전공. 그런데 이제 그런 것들이 제일 안타까웠습니다. 왜냐하면 한국에서 취업을 할때 가장 중요한 것이 뭘까요? 어떤 전공을 졸업해야만 한국에서 취업이 잘 될까요? 그렇지 않습니다. 외국인이 한국에서 취업을 할때 가장 첫 번째 조건은 한국어입니다. 한국어 실력. 또 하나는 일상회화도 중요하지만 일상회화뿐만 아니라 이 회사에 취업을 해서 이 분야에서 언어를 잘하고 직원들과 소통을 하고 일을 잘할 수 있는지 전문적인 한국어입니다. 그게 가장 중요한데 여러분들이 이게 이 전공을 하면 취업이 잘될것 같아요. 이렇게 해서 전공을 선택하는 것이 가장 안타까웠습니다. 저희 가톨릭상지대학교 글로벌 한국어과는 이 부분 외국인 유학생들에게 가장 필요한 부분이 무엇인지 이 부분에 초점을 맞춰서 교육을 시킬 것입니다. 첫 번째는 고급 한국어. 여러분들이 보통 한국어학당에서 한국어를 배우지만 모두 다 5급, 6급에 가는 것은 아니에요. 그쵸? 맞죠? 그래서 저희 한국어, 글로벌 한국어과에 입학한 후에 첫 학기에는 고급 한국어에 대해서 많이 교육을 하고 또 그 다음 학기부터는 전문 분야에 대해서 집중적인 교육을 합니다. 예를 들어서 의료 통역 한국어, 그다음에 통번역, 비즈니스 한국어, 무역 한국어, 관광 한국어. 이제 마지막으로 4학년을 마치면 한국어 교원 2급 자격증이 주어집니다. 그런데 여기에서 하나 더 한국어 교원 2급 자격증을 취득할 때에는 토픽 6급이 필요합니다. 그런데 토픽 6급을 어떻게 해요? 여러분, 이렇게 1학년부터 4학년까지 고급 한국어와 전문적인 한국어를 교육을 받는데 토픽 5급, 6급이 힘들까요? 그렇지 않습니다. 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 저희 글로벌 한국어과에서 수업을 진행하시는 교수님들은 한국어학당뿐만 아니라 한국어 교육을 위해서 굉장히 오랫동안 전문적으로 지도를 하시고 교육을 하신 아주 우수한 교수님들이기 때문에 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다. 여러분께서 반드시 꼭 지켜야 될거 하나는 출석률입니다. Vâng, và tôi xin được phép đến câu hỏi cuối cùng. À, xin được phép hỏi giáo sư Kim Yang Hee về vấn đề mà rất nhiều các bạn quan tâm là sau khi mà tốt nghiệp khoa tiếng Hàn toàn cầu thì cơ hội xin việc làm tại Hàn Quốc của chúng ta như thế nào? Nhà trường có thể hỗ trợ đổi sang visa D10 hay visa E7 được không? 네. 앞에서 저희가 설명을 드렸던 여러 가지의 자격증들, 이런 것들이 시험 없이 무시험으로 학교가 2학년을 졸업하고 4학년을 졸업할 때 시험 없이 자격증을 취득 가능하다는 그런 장점이 있습니다. 그다음에 또 하나는 저희가 가톨릭상지대학교 글로벌 한국어과에서는 취업을 위한 전문적인 한국어를 가르치기 때문에 졸업 전 학기부터 취업을 위해서 계속해서 학교와 또 저와 상담을 진행하면서 취업이 될수 있도록 적극적으로 지원을 할 것입니다. 그렇게 해서 취업 비자인 E7 비자와 그다음에 아직 취업을 못한 학생들을 위한 D10 비자를 위해서도 여러분의 비자 변경하는 데 있어서 많은 정보와 필요한 지원을 아끼지 않을 것입니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다.
가톨릭 상지대학교 글로벌 한국어과 학생은 4학년 때그 한국어 교원 자격증을 위해서는 실습을 해야 되는데요. 이거는 절대 걱정하지 않으셔도 되는 게 가톨릭 상지대학교 한국어학당에서 한국어 교사 실습을 전원 다100% 진행을 할 것입니다. Vâng, vừa rồi chúng ta đã đến với phần câu hỏi và trả lời đối với giáo sư Kim Yang Hee. Và xin cảm ơn giáo sư Kim Yang Hee đã dành thời gian quý báu của cô để giải thích rất là chi tiết cho các bạn du học sinh về các vấn đề liên quan. Và mong rằng sau khi này các bạn du học sinh Việt Nam nhập học thì mong được cô Kim Yang Hee là giúp đỡ rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn cô.